Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi trình bày về món nâu với hàng cột trên nền đàn hồi cục bộ Finclair. Nền đàn hồi cục bộ tức là đầu tiên ta phân tích về mô hình đàn hồi. Mô hình đàn hồi thường được diễn tả bằng một cái lò xo. Vì cái lò xo nó mang tính đàn hồi rõ ràng nhất. Nhiều cái khác cũng có đàn hồi như là những cái sợi cao su hoặc là kể cả những sợi bố mà để làm trong vỏ xe chẳng hạn, thì tất cả những cái vật liệu nó đều có tính đàn hồi nhiều hay ít. Nhưng cái lò xo là điển hình nhất nên người ta chọn lò xo biểu tượng cho cái đàn hồi, đặc biệt là đàn hồi tuyến tinh. Một cái lò xo mà ta đặt một cái lực quy để tác động vào nó thì nó sẽ giãn ra một đoạn là delta n, và ta diễn tả nó trên một cái trục là q và delta n, thì cái đường biểu diễn cái quan hệ giữa q và delta n đó là đường thẳng, do đó gọi là tuyến tính. Cái phạm vi tuyến tính này nó ở một cái chừng mực nhất định thôi, tôi sẽ phân tích kế tiếp sau. Nếu bây giờ tôi nhìn vấn đề không phải là q nữa mà tôi cắt ngang cái tiết diễn của lò xo và tôi coi nó là ứng suất sigma, và cái chiều dài delta n là thì tôi lại chia cho cái chiều dài n là ban đầu thì nó ra là epsilon. Như vậy cái quan hệ giữa cái tải hoặc là cái lực tác động lên lò xo với cái độ giãn dài của nó có thể diễn tả thành cái dạng là q bằng ơ, tôi gọi theo cái thông lệ là ơ là diễn tả cho cái mũ đun ơ nhân cho delta n. Với ơ thì đơn vị nó sẽ là kilo newton trên mét. Tại vì q thì là lực và delta n là chiều dài nên nó là, và nó được định nghĩa là độ thường, được định nghĩa là độ cứng của lò xo. Nếu ta xét nó là sigma thì sigma bằng ơ nhân epsilon, thì ơ được gọi tên là mô đun đàn hồi, đơn vị của nó là kilo newton trên mét vuông hoặc là kilopascal. Hoặc là nếu ta xài là sigma thì bằng ơ nhân cái delta n, thì bây giờ cái chữ ơ đó, cái độ dốc của cái đường quan hệ đàn hồi đó, thì nó được gọi tên là hệ số nền đàn hồi. Ở đây chúng ta đang về đất nên ta gọi là hệ số nền đàn hồi. Trong thực tế tính toán cái hiệu đại lượng thường được dùng rất nhiều cái khác nhau, người ta có thể gọi tên nó khác nhau, nhưng đây tôi chọn là tương đối là phổ thông nhất. Lò xo trong thực tế thì có rất nhiều kích cỡ khác nhau. Và thường người ta thấy nó làm cân lò xo. Thì điển hình nhất cái cân lò xo thì dưới 1 kg thì cái độ chính xác nó cao. Rồi tới 5 kg, rồi 10 kg, 50 kg, 100 kg đến 20 tấn, 50 tấn hoặc nhiều hơn như là những cái cân mà để cân xe tải. Thì khi ta nhìn ở trên mặt cái độ chính xác hoặc là độ đúng của cái lò xo chỉ trong một phạm vi thôi, nên các tên đồng hồ tôi thấy nó có sơn những vạch sơn đỏ là phần không chính xác. Cái lò xo cũng thường được sử dụng trong cái bộ giảm chấn, tức là amortisher đó, tức là dashboard, thì nó kết hợp với cái nhớt, tức là cái cản nhớt làm cho chậm cái biến dạng lại. Nhưng thực chất và cái sự trao đổi lực giữa cản nhớt với lò xo làm cho cái độ sốc của xe nó giảm đi. Lò xo cũng sử dụng trong hệ giảm chấn nhà cao tầng, đặc biệt của những cái khu vực có động đất vân vân. Đối với nền thì cái đàn hồi trong cái phần lúng của nền đó, ở đây người ta vẽ ra dưới một cái nền thì người ta vẽ ra được cái đường quan hệ giữa ứng suất hoặc là lực với cái biến dạng của nền. Thì khi ta dở tải ra đó, thì nếu ta dở tải ra thì nó đàn hồi lại. Như vậy trong cái phần mà lúng đó, mà ta tính với công thức nào cũng vậy, thì ta tính cái phần nó đàn hồi xong, giả sử nó tải nó đi từ vị trí này đi xuống tới đây, ta dở tải nó ra, thì cái phần dở tải nó ra thì cái nền nó không trở lại vị trí cũ,
nhưng nó nở ra cái phần nở ra đó chính là đàn hồi. Và ta thay ông Viên Tre ông mới thay cái phần đàn hồi đó bằng lò xo. Nếu lò xo đó thì cái tải mà chỗ nào tùy theo độ cứng của cái dầm, ta đặt lực lên, ta lực giả sử ta đặt cái hai lực Q1 Q2 thì giả sử Q2 nó lớn thì chỗ dưới cái lực Q2 đó nó lún nhiều hơn, nghĩa là lò xo nó co nhiều hơn và phản lực, đương nhiên phản lực nó làm phải lớn hơn. Và cái chỗ mà Q1 nó ít hơn thì nó cũng lún xuống, và giữa hai cái đó thì nó ít lún nhất và nó có khăn. Đôi khi cái bóng đó mềm, độ mềm cao đó thì chỗ nó bị vòng lên. Thì cái phản lực nền là được diễn tả bên dưới. Và ở đây sở dĩ gọi nền đàn hồi cục bộ là cái lò xo nào lún chịu tải thì nó lún, còn không chịu tải thì không, có nghĩa là ngay cái biên ngoài cái móng thì không. Thực ra theo business thì là có, nhưng mà ở đây là không. Đấy, chỉ với chính vì vậy nó mới ăn tên cục bộ, và đó là cái hạn chế của nền Việt Nam. Khi ta xét cái đặt một cái móng lên trên vô số cái lò xo, tùy ta quy ước là 1 mét vuông là cái lò xo, thậm chí nửa mét vuông, thậm chí nhỏ hơn. Thì khi ta đặt cái tải B thì cái phản lực nó là Q, chỗ B lớn thì Q lớn. Và khi ta xem nó tương đương lò xo rồi thì cái hệ số phản lực nền bây giờ thì ta gọi là hệ số nền và đàn hồi hoàn toàn. Thì hệ số nền viên ra được định nghĩa là K bằng delta x chia cho delta s là độ lún. Như vậy thứ nguyên của nó là kỷ lượng Newton trên mét 3. Ta lại chạm liền, lâu nay ta rất ít gặp một cái đặc tính độ cứng nó là kilo Newton trên mét 3. Thì kilo Newton trên mét 3 ta thường gặp nó dạng là trọng lượng riêng của đất nền. Làm như hôm nay ta chạm tới một lần đầu một cái hệ số, nếu các bạn mới bắt đầu tiếp xúc với cơ đất thì đến đây thì ta mới chạm tới một cái hệ số nền nó mang cái thứ nguyên của trọng lượng riêng. Hệ số nền được xác định từ cái thí nghiệm bàn nén tròn hoặc là có thì nó là đường kính, và hoặc là vuông thì nó có cái cạnh là từ 0,3 mét tới 1 mét. Hoặc là chúng ta không làm trực tiếp được thì ta làm thí nghiệm trong phòng. Nhưng mà nếu mà ta để ý thế này, thí nghiệm trong phòng hoặc là những cái bản tổng kết của các tác giả uy tín người ta đã làm nhiều. Là vì 0,3 mét, nếu móng vuông 0,3 mét thì ảnh hưởng nó chỉ xuống có 0,3 mét thôi. 1 mét thì ảnh hưởng xuống khoảng 1 mét thôi. Nó không đại diện các lớp bên dưới. Do đó khi nào cái lớp nền nó đồng nhất đủ sâu thì người ta mới làm bàn nén, hoặc là ta phải đào sâu xuống làm bàn nén trong những cái hố khoan để tìm cái hệ số nền viên Clare ở từng độ sâu khác nhau. Thì từ cái định nghĩa đó, người ta nếu mà ta có bàn nén đó thì đầu tiên ta phải chuẩn bị cái mặt nền cho nó phẳng phiu, rồi làm cát cho nó phẳng, xong đặt bàn nén lên. Thì bàn nén phải đủ cứng, độ dày đủ cứng hoặc là nhiều lớp. Nó nghĩa là nó đủ dày nhưng không cần thiết phải là dày hoàn toàn mà là giảm dần vô giữa, cho đó người ta làm từng tấm rồi ta đặt nó lên để tăng độ cứng của bàn nén. Thì ở đây cái thí dụ nó là cái bàn nén có đường kính là 4,5 tấc. Thì sau khi làm mặt bằng rồi, lắp thí nghiệm thiết bị rồi thì bắt đầu tăng tải lên cái bàn nén tới 70, tăng lần đầu ta không cần đo gì hết. Tức là cái ứng suất ta sẽ sử dụng vào khoảng 70 hoặc là dưới 70 một chút. Rồi ta đợi là bàn nén đúng ổn định, rồi giảm áp lực về 10. Tức là cái chỗ nếu mà ta đào sâu xuống khoảng chừng 5-7 tấc đó, dưới mặt đất rồi ta làm thí nghiệm đó, giảm về cái trọng lượng riêng, tức là cái áp suất mà do trọng lượng bản thân nó gây ra tại cái điểm ta làm thí nghiệm. Ở đây thì ta lắp có ba cái chuẩn bị kế để đo độ lún. Thì ta đọc khi ta giảm về 10 kPa ta mới đọc hết cả ba. Nó không nhất thiết phải bằng nhau đâu, thì mỗi cái rồi ta đặt, ta để điều chỉnh tiếp xúc lại nó đã có số rồi.
Rồi sau đó ta tăng áp trở lại lên 7-10 kPa, rồi đập. Bây giờ nó lún xuống. Và cái lún này là lún do nén lại, nên ta hy vọng nó là đàn hồi. Và nếu không đàn hồi thì nó cũng rất gần giá trị đàn hồi rồi. Thì ta có số độc ở 10, ta lấy trung bình của nó, rồi số độc chuẩn bị kế ở 70. Như ta tính ra độ lún được là 14,6 nhân 10^-5 m. Và hệ số bằng nén ta tính ra được là 410 mega Newton trên mét 3. Thì cái hệ số K này nó không là hằng số, mà nó thay đổi theo nhiều thông số như bề rộng, bề rộng của móng, bề dài của móng, chiều sâu chôn móng và cái đặc tính của nền đất. Năm 1555 thì thạc sĩ công bố kết quả về nghiên cứu cái hệ số nền, nó tỷ lệ nghịch với bề rộng móng. Và trên công trường thì ông ta làm rất nhiều cái thí nghiệm mà vuông kích thước 3 tấc 3 tấc. Do đó ông lập bảng, thì những cái bảng tra để ý là những bảng tra của thạc sĩ ghi đó về cái hệ số nền Winkler, thì nó là cái giá trị tính với cái thí dụ nén, những cái giá trị, những cái thí nghiệm mà cô thạc sĩ ghi làm trên kích thước là ba tấc ba tấc. Nên ông đưa ra cái hệ số điều chỉnh, ông tổng kết rồi ông tìm ra hệ số điều chỉnh cho nền cát, thì K thì bằng cái K của nền đất đó, của một cái móng đó, dưới đất nền dưới một cái móng bề rộng là B chẳng hạn, thì người ta bằng K03 3 tấc nhân cho B cộng 03 chia cho 2B tất cả bình phương. Cho nền xét thì nó là K bằng 03 bằng 0,3 chia cho B. Đối với móng chuyển nhật thì cái công thức chuyển đổi sẽ là K bằng KB, ta phải đổi về móng vuông đã, rồi ta mới đổi sang móng chuyển nhật, nhân cho B là bề rộng nha, thì ta nhân cho 1 cộng B trên N là chia 1/3. Nếu mà N, móng bằng băng thì N nó bằng vô cùng, do đó cái giá trị này bằng không, nên cái K của cái móng băng là bằng K của móng vuông chia cho 1,5. Cái bảng mà thường gặp, người ta có thể tìm ở trên hầu hết các cái sách đều có giới thiệu cái hệ số nền của thạc sĩ ghi, thì cái bảng đó là sắp xếp theo các khô hoặc ẩm, rồi các bão hòa và đất sét, tùy theo cái sức chịu nắng đơn Qu ở đây để có cái hệ số nền mình này. Bây giờ ta đi sang cái lý thuyết, tức là cái hệ phương trình cơ bản của dầm trên nền Việt Nam. Ta đã khẳng định cái nền ở đây là đàn hồi cục bộ và tải, đây là cái móng băng, tức là tương đối nó uốn theo phương dọc nhiều hơn, theo phương trục của cái móng nhiều hơn. Thì tôi những cơ sở như là cơ học kết cấu sức bền ứng dụng thì ta có cái mô băng đó, thì sẽ bằng độ cứng của cái dầm nhân cho đó là bậc hai của trục vòng. Và độ cứng ở đây là ở y, thì đương nhiên là sẽ là mô đun dăng của vật liệu làm dầm, và y là tùy theo kích thước của cái dầm. Mặt khác thì ta cũng có đạo hàm của m trên x thì bằng q, và đạo hàm của q tức là bằng lực cắt, và đạo hàm của lực cắt thì bằng phản lực và tải phân bố ở trên. Do đó ta xét cái đạo hàm môn bậc hai của em mà trên dx chính, nó chính là cái hiệu của áp lực và phản lực. Thì sau cùng ta rút ra được cái phương trình là EID, tức là đạo hàm bậc 4 của x bằng dx trừ cho qx, chứ bx là áp lực lên móng và qx là phản lực đất nền. Ở đây tôi dùng chữ Q là vì ta thấy sau này cái phản lực đất nền nó hay dùng chữ Q để đi tới cái chữ là sức chịu tải tối hậu, nó là QUNT chẳng hạn. Hình như ở đây tôi dùng cái giá trị đó. Theo định nghĩa số nền thì Q có thêm một định nghĩa nữa là Q thì bằng K là độ cứng hệ số nền nhân cho. Như vậy thì ta có Q bằng bằng K nhân cho Ix, K chính là độ võng, độ võng chính là độ lún mà. Do đó thì K ở đây ta dùng cái K sao
thì là cái sao là độ cứng của cái nền đối với cái móng có bề rộng là b, nên ca sao là ca những cái b, ca là hệ số nền. Người ta có thể lấy từ bảng tra hoặc là từ thí nghiệm trực tiếp. Từ phương trình từ trên thì cái phương trình vi phân trục võng của móng như sau: ơ y đó là 4 bằng b trừ qx. Vậy thì ơ y ở đó bậc 4, đó bậc 4 của y đó, cộng cho k y crest là độ võng bằng bx. Trường hợp tải tập trung thì cái qx thì qx sẽ chuyển qua bên đây thành thành ra cái k sao y x rồi, thì mình vế phải chỉ còn lại bx rồi. Trong trường hợp tải tập trung thì ta có bx tải, bx nó bằng không, cái tải tập trung thì các cái điểm ngoài cái tải tập trung ra thì nó cái b nó không phân bố, nó bằng không. Do đó cái đạo cái phương trình nó trở thành phương trình mà vi phân bậc 4 mà cái vế phải thì bằng số bằng bằng không, thì ta có ơ y trên đó là bậc 4 của y cộng cho k sao y x thì bằng không. Ta chia hai vế cho cái giá trị là alpha, chia vế cho ơ y và đặt alpha bằng k sao chia cho ơ y căn bậc 4, tức là alpha thì bằng căn bậc 4 của k sao, tức là hệ số nền của cái móng, cụ thể là cái móng có bề rộng b rồi. Ở đây cái móng cũng đã có cái bề rộng b thì ta mới tính được ơ y. Như vậy đó là cái gì? Alpha thực chất là hệ số tương tỷ lệ của độ cứng đất với cái móng. Và hệ phương trình cơ bản, vi phân cơ bản của móng băng trên nền đàn hồi nó có dạng là đó là bậc 4 của y, tức là phương trình vi phân là bậc 4, y cộng cho 4 alpha mũ 4 y bằng 0. Vậy thì nghiệm tổng quát của nó trong trường hợp này, nghiệm tổng quát của nó là ta chọn thông lệ thì ta chọn nó là y x sẽ bằng ơ alpha x ơ mũ alpha x thừa số cho c1 cos alpha x cộng cho c2 sin alpha x, rồi cộng cho ơ mũ trừ alpha x c3 cos alpha x cộng cho c4 sin alpha x. Đa số thì cái người ta mới lập luận rằng khi nào thì cái móng này nó coi là mềm và khi nào thì nó cứng, thì ta dựa vào cái tỷ số là alpha nhân cho n, là alpha là hệ số tương đối độ cứng của cái nền với cái móng đó, thì ta nhân cho chiều dài n là của móng. Nếu mà nó nhỏ hơn pi trên 4 thì ta gọi là một, đó là cái móng này là gì? Gọi tương đối dòng ngắn, và có thể tính với giả thuyết là móng tuyệt đối cứng và phản phản lực nền đó, thì phân bố đều hoặc là thang, và từ pi trên 4 tới pi thì là dòng, nó loại dòng móng là hữu hạn, dài hữu hạn, và lớn hơn pi thì là dòng móng dài vô hạn. Ta hiểu rằng khi móng tụi nó dòng ngắn đó, móng ngắn đó thì là không chịu theo phương dòng. Cái loại mà hữu dài hữu hạn này thì đã bắt đầu chịu theo phương dòng rồi, nhưng mà không nhiều. Còn cái dòng móng dài vô hạn thì dòng có thể gọi là đây là cái móng mềm bị uốn rất là mạnh. Bây giờ tôi đi tiếp tục với cái dầm dài vô hạn mà chỉ có tải tập trung thôi. Dầm móng dài vô hạn tôi chưa bàn tới chiều tải tập trung hay không. Nếu mà cái lời giải của nó sẽ dựa vào cái điều kiện biên với cái dạng tải mà ta tác động. Nếu dầm móng dài vô hạn nó trường hợp reset thì lúc bây giờ là alpha n là lớn hơn pi và chịu chỉ tải tập trung b thôi. Thì các hằng số thích phân sẽ được xác định lần lượt theo những điều kiện biên của bài toán. Như vậy, ở hai đầu thật là xa, tức là x bằng vô cùng. X bằng vô cùng á,
thì ta có cái gì? Alpha x bằng vô cùng thì sẽ không có võng, y nó bằng không. Mà ở đây x bằng vô cùng thì mũ alpha x bằng vô cùng. Còn mũ trừ alpha x nó sẽ đi về không. Do đó để cho y x bằng không thì buộc lòng cái đại lượng phía trước, tức là cái c 1 cái c 2 phải đồng một lúc bằng không, thì cái đại lượng này nó bằng không, thì chỉ còn lại đại lượng thứ hai. Do đó nếu mà tái tập trung dầm dài vô hạn thì phương trình nó sẽ co lại còn là y x độ võng của móng đó, nó sẽ bằng mũ trừ alpha x c 3 cos alpha x cộng cho c 4 sin alpha x. Bây giờ nếu mà ta xét tiếp thì khi mà tải nó tập trung ở đây thì cái độ võng của nó chỗ này nó sẽ lớn nhất, mà độ võng lớn nhất đó thì cái góc xoay của nó tại x bằng 0 này thì góc xoay nó trượt đều tại chỗ này, nó bằng ngang, nó võng đều mà, thành như chỗ này cái góc xoay của cái móng bằng 0 nên y phải bằng 0. Đạo hàm của y là góc xoay, thì ta lấy đạo hàm của nó và nó bằng không đó, thì trong trường hợp này thì ta thấy là cả hai thằng này phải bằng bằng nhau thì nó bằng không. Thế hai cái đại lượng này rõ ràng là c 3 bằng c 4 bằng trừ c 3 cộng cho c 4 bằng không, suy ra c 3 bằng c 4 bằng c. Tương tự lực cắt á, thì đạo hàm bậc 2 đó y q thì bằng y 2 phẩy y ngắn nhân cho y dài 2 phẩy thì bằng nửa cái b, tại điểm này thì lực cắt nó sẽ chia đôi ở hai mặt, và từ đó ta tính ra được cái c này, ta lập tính tương tự lấy đạo hàm của cái hàm này rồi ta cho nó bằng không, cho nó bằng b trên 2, rồi ta tìm ra được c, tức là C3, C4 sẽ bằng là B chia cho 8 alpha ư, alpha 3 ư y. Vậy thì phương trình trục võng của dòng bây giờ nó trở thành y bằng 1 trên y B chia cho 8 alpha 3 ư, tất cả nhân cho ư mũ trừ alpha. Đấy, cái này đã C đặt ra làm thừa số chung rồi, do đó ở trong này chỉ còn cos alpha C alpha thôi. Và nếu bây giờ nếu ta lấy cái alpha với cái giá trị này đó, ta thay vào đây thì ta sẽ còn cái gì? Cái phương qx đó, phương trình trục võng á, thì nó sẽ còn là b alpha trên 2 ax. Thì ax ta đặt gọn thì ax chính là mũ trừ alpha x cos alpha x sin alpha x. Rồi ta tính góc xoay, có y rồi ta tính y phải, thì ta lại có cái lấy đạo hàm nó ra, thì nó chỉ còn lại cái chữ trừ alpha x sin alpha x. Như vậy cái có y phải tức là góc xoay đó, nó bằng trừ 1 trên y ngắn b chia cho 4 alpha x, ta đặt cái giá trị này thành bx. Và công thức tính mô măng thì ta có y ai phẩy, thì nó còn lại cái đại lượng này, và ta đặt gọn cái phần trong mặt thép và trong mặt đơn này đó thì là bằng c alpha, thì ta có rất là gọn m mà thì bằng b chia cho 4 alpha c alpha x. Công tính tức lực cắt thì q bằng y ngắn đạo hàm bậc 3 của y dài, thì ta có được bằng trừ b trên 2 của d alpha x, với d alpha x bằng trừ alpha x cos alpha. Thì cái đường biểu diễn của ABCD alpha x nó ở đây, hoặc là ta lập bảng ta tra, hoặc ta dùng thẳng công thức để ta tính. Thì ví dụ cho bóng băng dày vô hạn có bề dày là 5 tấc, rộng 1 thước, chịu tải đứng là 1.000 kN, tính ứng suất móng nó đặt trên nền cát và cái bê tông của mô hình đàn hồi là 23.000 MN m2.
thì chọn chọn cái hệ số nền, đầu tiên ta chọn hệ số nền k trong bảng là k bằng 0,25, rồi ta chuyển nó về hệ số nền dưới một cái móng cạnh một thước. Và chú ý đây là cái thí dụ để ta quen thuộc từ khi ta cần từng bước ta làm những cái bài toán như này. Hệ số nền với móng băng là một thước. Cái móng băng thì nãy tôi nói rồi, nó là cái móng vuông thì chuyển về còn là 2 phần 3. Và cái k sau bây giờ nó là 5 mega newton trên mét vuông. Ta tính cái mô man quán tính của cái móng. Rồi phải chọn nó cái ở đây thì có dày một thước, rộng một thước và người ta coi như nó là hình chữ nhật luôn. Hình như nó tính ra được cái B là 5 tấc cộng H. B cái H là 5 tấc và bề rộng là B là một thước thì ta tính ra cái Y như thế này. Người ta thay vô để ta công thức để tính alpha là ra là 0,269 m một trên mét. Và thay cái giá trị đó vô đây để tính ra tại cái điểm gốc thì với cái tải trọng 1.000 MN thì tại dưới góc đó ra được cái mô măng là 929,37 cho cái trường hợp móng băng dày 5 tấc và rộng một thước. Và tương tự ta làm với nhiều điểm khác thì ta thấy dọc theo trục thì ta tìm ra được cái mô măng. Với các giá trị âm, lưu ý với các giá trị âm thì ta sử dụng để đối xứng qua tâm hồ. Giá trị âm nó sẽ ra giá trị không đúng. Đây là cái điểm hạn chế của cái công thức vừa rồi. Bây giờ nếu mà cái mô măng tập trung thì ta cũng có tương tự là tại vì dài vô hạn thì chỉ còn Y, tức là còn C3, C4 thôi. Mà mô măng tập trung đó thì cái độ võng ở tại điểm tác động đó, nó bằng không, từ đó cho C3 bằng không. Phương trình chỉ còn lại C4 alpha x sin alpha thôi. Là từ đây ta tính ra được cái giá trị khác. Giá trị lực cắt rồi võng không? Ở đây xin lỗi là tôi phải tôi xác định cái C4 cái trường hợp là ở đây thì tôi coi tác động mô măng nó uốn thì cái góc độ bóng thì bằng không, tức là góc xoay bằng không, độ bóng bằng không nhưng góc xoay thì nó khác không, và từ đó ta tính nó, coi như nó bằng m mà chia đôi ở tại vị trí này trên hai chia qua hai phần, và ta tính được C4 bằng m mà không chia 4 alpha ở y. Do vậy phương trình trục võng có dòng vô hạn chịu mô măng m0 m mà tại cái điểm tọa độ không đó thì ta có được y bằng alpha bình m mà trên k sao bx. Và phản lực nền thì đây có cái phương trình như ở đây alpha bình m0 bx, mô măng thì 1 phần 2 m0 d alpha x và lực cắt thì nó là từ 1 phần 2 alpha m0 ax. Tôi sẽ đi vào cái thí dụ mà chỉ có đây sẽ tìm lực cắt cho mô măng thôi. Thế bây giờ khi ta giải xong đó, thì ở cái đầu bút bên trái đó, nó lại tồn tại ta đặt nhiều lực vì cái móng băng dưới nhiều cột mà ta đặt lực trên các cột thì nó diễn ra là ở ngoài biên cùng của cái ta lấy biên trái làm chuẩn thì biên cùng thì lấy biên trái làm chuẩn để cho tất cả những giá trị về phía phải nó là dương, ta có tồn tại lại cái lực cắt ở tại đầu dầm bút trái và cái mô măng đầu dầm bút trái, chứ điều đó không vô lý tại vì cái hết cái ngay cái đầu đó là ta tiếp xúc với đất rồi thì làm sao mà tồn tại mô măng lực cắt được, thì ta phải khử cái lực này. Người ta phải khử cái lực này bằng cách là ta phải tác động lên nó một cái lực m0 và b0 sao cho để khử hai cái thằng m và q q không tệ này. Thì muốn vậy thì ta lập luận ở đây là gì? Bây giờ ta muốn đặt ở đó một đầu bút trái của cái m02 thì là bao nhiêu và Q02 là bao nhiêu thì để triệt tiêu được cái thằng kia thì ta phải tính là nó có MT rồi, bây giờ M02 đó cộng lại với MT phải bằng không, và
Q0T cộng với Q02 bằng 0. Mà khi ta đặt M02 thì nó xuất hiện những cái giá trị đó, nó vừa xuất hiện được cắt và mô mát tại cái điểm đó. Rồi tương tự đặt cái một được cắt thì nó cũng xuất hiện nhiều mô mát vừa được cắt, ta thay vô để ta tính ra được M0 bằng trừ 4 M0T, T là bên cạnh cái mút trái đó, trừ cho 2Q0T chia cho alpha. Rồi tương tự B0 thì bằng 4 alpha M0T cộng 4Q0T. Và M0 và B0 được gọi là tái đồng bù, bù để khử cái giá trị đó. Bây giờ ta xem một cái ví dụ. Ví dụ này khá lâu và tôi vừa rồi tôi ngồi tôi chuyển lại thành cái mega đơn vị đo lường quốc tế. Mà cái này cũng là trong cái quyển sách gần như tôi lấy ra cái thí dụ của thầy Vũ Công Ngữ, Nguyễn Móng Nông của thầy Vũ Công Ngữ. Ông viết đã lâu đời rồi, trên thập niên 70. Mà ta thấy những cái nhà hồi đó nó là cái nhịp nó chỉ có 3 thước 3 thôi. Nên do đó đây là một cái móng băng dọc nhà. Và cái giữa hai tâm cột là 3 thước 3, cái đầu mút là 1 thước 65. Tải nó tác động lên, ở đây ta chọn liền, tại vì ta đi vào tính mô măng, được cắt, ta bỏ qua hai cái bước là kiểm tra áp lực đáy móng rồi tính độ lúng. Mà ở đây ta chọn luôn cái hệ số nền có sẵn rồi, hệ số nền của cát. Thì nó 437 tấn trên mét 3 thì nó bằng 4,375 meganewton mét. Ở đây thì đó là cái giá trị tính toán, cái tải là tải tính toán. Tôi chọn cái móng có bề dày là 2,5 tấc, bề rộng là 1 thước 25, cái chiều cao của dầm móng nó là 0,6 mét và bề rộng của nó là 0,3, và tính cái mô măng quán tính gần đúng của nó bằng 1,12 nhân cho 10 mũ trừ 2 m4. Mô đun đàn hồi thì ta chọn của nó là 1,15 nhân cho 10 mũ 7 km/m². Do đó ta tính ra được cái hệ số alpha bằng là 0,33 mét trừ 1, tức là 1 trên mét. Nó kiểm lại thì vì rằng alpha n là chiều dài rất là lớn, nó lớn hơn pi nên móng được xem là dài vô hạn. Như vậy thì với điều kiện ở đây thì cái chiều dài mà nó lớn hơn 9,5 là coi như dài vô hạn rồi. Hay nói khác đi là đặt một cái tải lên trên cái dầm này trong điểm O thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng trong cái phạm vi là 9,5 mét. Như vậy ta đặt một cái tải ở cái vị trí này, tức là cột A, B, C, D, cột E, thì nó sẽ lan ra, ở đây nó lan ra khoảng tới cái mút là hết. Tức là đầu tiên ta xét cái ảnh hưởng của đặt một cái tải lên, ví dụ như ta đặt lên cột D, thì nó sẽ sinh ra được mô măng từ D, ta đặt cái tải là 360 kilonewton, thì cái mô măng ở đây là 273 và nó lan dần ra tới đây, nó chỉ còn trừ 0,918. Ta thấy là chỉ lân cận đó nó còn bằng cái mô măng nó theo chiều, nó đang căng thứ dưới. Ta lưu ý cái chiều căng hơn là cái giá trị, tại vì trục y của chúng ta bây giờ đang đi xuống, nên ở đây nó là dương và ra một cái khoảng, tức là từ đây qua đây là 3 thước 3, thì nó ra tới 3 thước 3 nó lại đổi chiều, tức là nó căng thứ trên, tức là vòng lên. Và trong phạm vi ở chỗ này chỉ có một nửa nhịp thôi, tức là khoảng 1 thước 65, tức là qua tới bên này nó đã đâu vào, nó vòng lên rồi, và vòng lên cho tới ngoài biển. Thì bên đây tương tự ta lấy đối xứng qua, tức là ta làm bên đây rồi ta lấy đối xứng qua bên này. Ta vẽ ra biểu đồ ở đây, ta thấy là ở đây thì nó, ta nhìn cái mặt ở đây thì ta thấy phía thứ dưới của cái dạp thì nó bị cắt ra ngoài cái điểm đặt tải khoảng chừng
hai ba thước thì nó lại căng thở trên. Nếu ta tác động lên tất cả các cột, không phải là tất cả mà ta tác động tới một bên thôi rồi ta suy, tức là một giữa cái móng đó, thì ta suy ngược lại. Thì khi tôi đặt được ở cột A thì nó lan dần ra tới gần như tới cột giữa cột D và cột E thì nó hết. Tức là ở đây thì bên đây nó không còn nữa. Và cột B thì nó sẽ lan qua gần tới cột F. Đặt lực ở cột C thì nó lan ra ở cái hàng thứ ba đây. Thì nó lại lan ra tới gần cột C. Và tương tự ta làm rồi ta tổng kết nó lại, ta cộng nó lại, tức là ta dùng phương pháp cộng tác dụng khi đặt tải lên các cột lần lượt, ta cộng tác dụng của nó. Thì ở đầu mút ta thấy xuất hiện một cái mô măng, và chính cái số mô măng này nó làm ảnh hưởng những cái mô măng ở đây đi tới khoảng tới cột E. Thì ta thấy là cái cột D thì mô măng đã không đổi rồi, mô măng dưới cột đã không đổi rồi. Chính vậy đó là cái ở này là cái đầu mút này làm cái mô măng này nó không đúng với thực tế, thành ra ta phải khử nó. Và khi ta đặt tải ở một cái điểm thì lực cắt nó sinh ra, ví dụ tại điểm đó một bên nó là dương thì một bên nó là ấm, tức là chỗ này là 180 thì đây là trừ 180, nó là ấm. Ở đây mất chuyển tới chuyển lưu nó mất con số đó rồi, và đi ra ngoài này thì nó giảm dần đi tới cái vị trí mà nó vòng lên, thì cái phương của lực cắt nó đổi. Phương lực cắt nó đổi thì không quan trọng, người ta chỉ cần cái đặt để khử nó thôi, đặt thép để khử nó thôi. Và tương tự là ta đặt lần lượt thì ta sẽ có cái các cái giá trị ta đặt ở các cột, thì ta tìm ra được cái sơ đồ lực cắt dọc theo cái trục móng, và nó xuất hiện ở cái đầu dầm. Ở đầu này là từ đây ta cộng xuống đây ta sẽ có cái giá trị dấu này là 73,2. Như vậy thì ta sẽ tính M0 để bù nó. Ta thay vô công thức sẽ ra là cái M0 bằng trừ 332,556. Ở đây tôi xài Excel do đó thì cái số lẻ nó nhiều, người ta đi thấp xuống cũng được. Và B0 nó bằng 252,143. Và đưa vào trong dễ dàng nhất cái này mà tính toán bằng tay thì khó, ta đưa giải Excel ta giải thì ta sẽ khử được cái mô măng đó. Thì khi tính ra rồi là đặt cái mô măng bù vô thì ta sẽ có nó sẽ khử được cái mô măng do tải ở cái đầu mút trái. Và cái khúc này nó còn thay đổi, nhưng mà vô trong này thì nó bắt đầu cái nó chỉ bù tới cái biên gần tới giữa cột D, D và cột C thôi. Chứ tức là cái đồng một cái nó ảnh hưởng vào tới đó thôi. Và cái biểu đồ mô măng nó có dạng như thế này. Ở ngoài thì nó căng thứ dưới rất là mạnh. Ở đây tôi phải đổi dấu để cho nó phù hợp với thực tế chúng ta nhìn. Thôi quan, tại vì cái trục Y của chúng ta đã đi xuống trong quá trình tính toán. Có lúc thì nó đi xuống, có lúc ta phải kiểm tra thật kỹ. Ta tính bằng Excel thì nó kiểm tra số thôi. Thì nó ở cái ở mút thì nó căng thứ dưới rất là mạnh. Đây là cái hiện tượng mà những cái nhà vô trong thì nó trở thành bình thường. Những cái nhà chung cư mà ta thấy bây giờ thì cũng rất ít cái chung cư mà trên đất yếu mà nó còn tồn tại. Ví dụ như ở Thanh Đa là ta xây ở giữa nó võng xuống, cái dãy chung cư ở giữa nhà nó võng xuống cả thước. Tại vì nó làm việc lâu ngày thì nó sẽ thay đổi đi, và cái alpha nó sẽ thay đổi, tức là cái độ cứng của đất nó giảm đi, thì vô trong nó mới cân bằng, nó mới đều trở lại. Tương tự thì lực cắt của người ta khử nó đi ở cái biên thì ta ra cái biểu đồ lực cắt ở đầu thì nó khác, vô trong thì nó mới đều lại. Tính toán mong bằng nhưng dưới hàng cột
trên nền viên tre thì cho cái nội lực trong móng đó, và độ vòng của móng nó gần với thực tế hơn. Ở đây thì tôi chỉ tính cái em mà với cái lực quy thôi, nếu không thì bài giảng nó dài và khó, rất là rối rắm, là không có tính trục độ độ vòng độ võng vân vân. Trong tôi cũng đã nói rồi, trong quá trình tôi trình bày đó thì tôi dùng cái ký hiệu là quy, là vì rằng cái chữ quy đó hiện nay nó mang cái tính là hệ quả của tải, chữ B là tải còn chữ quy là hệ quả của tải. Và chúng ta đang rất khó khăn trong chuyện khi ta đọc Eurocode rồi ta đọc cái của Mỹ. Hình như tôi cố gắng tôi dùng nó đa dạng hơn một chút để mà khi các bạn mà tham khảo các phẩm khác thì nó đỡ khó khăn hơn. Thân hẹn lại lần sau.